cây này đặc biệt là đại quý là thường thường chưa bao giờ tôi gặp một cây ổi là lại là cây ổi gặt. Cái ổi thế giới chơi cây có nhiều, nhưng mà ổi ta thôi, nhưng ổi găng cái quả nó to lắm, to to hơn cái chè nước nước ấy. Đấy, mà ăn rất là ngon, mà nó lại sai quả, hoành nó là 240, còn đường kính là 80, mà lại chỉ có cao có hơn 1 mét rồi. Thế nếu như mà ở cây ở ngoài đời ấy, trồng đất ấy, mà đường kính như thế ấy, thì cây nó phải cao được ít nhất phải 4 đến 5 mét, nhưng mà cây đây cao 1 mét là cây bonsai, thì nó là đặc biệt nguy hiểm. Khi mà nhìn vào cái cây á, trong cái tiêu chí tức là cổ, tinh, linh, quái, đạt được cái 4 cái tiêu chí đấy. Cây cổ, tinh xảo, linh là lâu năm, và quái là nó có lét, lét mà hàng triệu cây mới gặp cây. Thế khi đưa về đây thì anh em nghệ nhân rồi giới chơi cây thì người ta đến rồi xem rất đông cả các tỉnh nữa. Thì qua cái ý kiến thẩm định của các nghệ nhân đã khoảng 300 năm tuổi. Cái cây này nó già ở chỗ là toàn thân của nó nổi các cái u thôi. Ở trong cái giới chơi cây gọi là nó lu. Đấy, cây là cây ổi lu. Vì nó cao tuổi quá rồi. Mà thế của nó là thế hoành. Thì rất nhiều người mua, thậm chí kể cả trong miền Trung, miền Nam người ta cũng điện hỏi mua. Mình chưa muốn bán.